Alo, rồi nhiều máy nha, nhưng mà giới thiệu mấy bác còn siêu phẩm đấy, máy bên em thì tha hồ mấy bác chọn đống đống thì giới thiệu bốn siêu phẩm thì để cho mấy bác có thể sử dụng hộ gia đình, thì dòng này là thuộc dòng bền vô đối luôn đấy. Lớp nòng kiến của nó là được mệnh danh là ghê gớm lắm, nói chung là bền vô đối. Những anh nào mà sử dụng những cái dòng ECHO 253, 251, 256 là tự hiểu thôi. Thì trong cái đống này thì có một bác chốt con 251 này rồi, thì em loại nó ra, thấy chưa? Đấy, bây giờ hiện tại còn hai con, bốn con. Đấy, mọi người coi cho kỹ nhá. Không phải bốn con đâu, còn trong kia còn con kia nữa kìa, là một này. Đống bên kia kìa, mọi người nhìn cái móng tay của em kìa, đó, còn con nữa kìa. Rồi chỗ nào nữa này, còn đến chục con ấy. Nhưng mà em giới thiệu những con mà siêu VIP này lên để mấy bác có thể chọn trước. Đấy. Thì những con này bên em nó về lô hàng này rất là đẹp. Thiệt sự là để kiếm được 7 ECHO như thế này thì gần như là không có. Rất là hiếm. Đấy. Thiệt sự rất là hiếm để được 7 ECHO mà nó cỡ này. Rất là hiếm. Thì mọi người nhìn những con máy mà nó đình đám như thế này thì gần như nó rất là đẹp. Và giá của bên em bán nó rất là phải chăng. Đó. 1,4 triệu một con, bên em bao ship tận nhà, không kèm phụ kiện. Đấy, mọi người coi được thì ủng hộ. Thì con này loại nó ra nhá. Rồi, kế đến một con 256N. Đấy nha. 25cc. 32 ly, nhưng mà dòng này nó chạy ngang với con 34 nha mấy bác nha. Một con. Kế đến 253N, nó cũng là 2 năm hết. Nó giống nhau cả. Thì em giới thiệu từng con nha. Con đầu tiên con 256 trước cho mấy bác coi số series. Đấy, 0,4 đuôi nha. Là một em giá đồng nhau mấy bác nha. 253N. Đẹp tuyệt vời luôn mấy bác coi ốc này. Thì mấy bác coi kỹ số series này. 038 à 083 đuôi nhá, Echo Kirit. Kế đến 251. Đây số series. Số series là bao nhiêu đây? Cho mấy bác coi, bác nào chốt được thì em làm. Yên tâm bao ngon, 7 Echo này mới lắm. Đấy, 616. Kế đến là một con 253. Đây. 253 này là bao nhiêu đây? Bên em vừa rửa sơ đây. 484. Toàn bộ là made in Japan, toàn bộ. Thì về mặt tiền thì mấy bác coi này. Đấy, loại em này ra thì loại nó ra đi, còn đâu mặt tiền thì khỏi chê, đẹp tuyệt vời. Thì mấy bác yên tâm, những cái dòng máy này xài em cam kết mấy bác về trộn xăng nhớt cho đúng thì nói thiệt sự luôn, 10 năm không bao giờ hỏng, nói thiệt sự luôn nha, chứ không phải là em nổ. Cái dòng ECHO này nó mệnh danh là cái độ ổn định của nó thì hồi giờ nó mệnh danh rồi. Thực ra lấy hàng vô nó rất là cao. Những con này bán ra lời một con không được quá 200 nghìn đâu. Nói thiệt luôn nha. Chứ nhiều khi mấy bác không tin. Nhiều khi mấy bác không tin. Đấy, nói thiệt sự. Và tất cả những con máy bên em bán em không kèm phụ kiện là một. Máy theo gì là theo y vậy. Tay lái tay liếc là nó con nào thì đi tay lái nào thì mấy bác thấy rồi đó. Nhìn cho kỹ. Đấy, mấy bác có thể nhìn cho kỹ càng. Con kia thì tay lái sắt nhưng mà nó tay lái bự, con đó tay lái đó mới ngon đấy. Chứ mấy bác đừng có chê cái tay lái đó, không bao giờ cong quẹo hay là không bao giờ gãy đấy. Nên là mấy bác yên tâm, còn đâu là những cái dòng này thì nó hồi giờ nó mạnh danh rồi, có một con một có xả áp, con này có xả áp thôi nên là cái độ ổn định của nó là được mệnh danh rồi, nên mấy bác đừng so sánh nó với những con khác. Và em bán á, là em cố gắng em bán cho nó trôi bớt
chứ em đã thiệt nhiều kênh họ bán sang trên nữa. Sang trên mà họ bán triệu bảy một con, đồ họ chém ghê chưa. Mà em bán sang dưới cho mấy bác chỉ có triệu tư một con thôi, bao ship tận nhà mấy bác thấy chưa, rất là hữu nghị rồi. Ok rồi thôi, vậy đi em có điện thoại rồi, cảm ơn mấy bác đã coi video một loạt siêu phẩm đấy.